Thưa quý vị, đồng thời với lễ viếng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và tại hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được tổ chức trang trọng tại quê nhà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sau đây là những hình ảnh truyền hình trực tiếp lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Hiện nay tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đoàn đại biểu, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Đông Anh đang vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn do đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn. Phản Việt Nam. Ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Đông Hội, huyện Đông Anh do đồng chí Lê Thế Chuyên, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã làm trưởng đoàn vào kính viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn. Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Anh chuẩn bị. Sau đoàn ban chỉ huy quân sự huyện Đông Anh là đoàn công an huyện Đông Anh chuẩn bị. Thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,
Ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Anh do đồng chí Thượng tướng tá Phạm Công Hòa, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện làm trưởng đoàn vào kính viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn. Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang tiếp tục diễn ra trang trọng, thành kính tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, chúng tôi xin được tiếp tục chuyển tới quý vị những hình ảnh truyền hình trực tiếp tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng sẽ tiếp tục đến 22 giờ ngày hôm nay, 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ chiều mai, ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày mai, 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau 18 giờ ngày hôm nay, Ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNEID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.